Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần tin. Tối ngày 27 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu mọi người dân Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã đề ra. Đồng thời, Việt Nam phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, nhất là trường hợp bệnh nhân 1440 tại tỉnh Vĩnh Long. Công điện yêu cầu 1. Các bộ, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và những văn bản có liên quan, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 2. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Bộ Y tế, Công an, Quốc phòng thực hiện những biện pháp thần tốc, truy vết những người tiếp xúc với bệnh nhân 1440, không để dịch lây lan ra cộng đồng. 3. Mọi người dân Việt Nam thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế để đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021. Ngày 28 tháng 12, Học viện Dân tộc phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng tổ chức khai giảng lớp tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức và giảng viên, báo cáo viên theo quyết định 771 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2020, 25 học viên sẽ được các giảng viên đến từ Học viện Dân tộc giới thiệu về 6 chuyên đề, tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh, công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số. Đây là một chương trình nhằm thực hiện có hiệu quả quyết định số 771 ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025. Thông qua lớp tập huấn sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc trên địa bàn huyện kịp thời cập nhật những kiến thức mới về công tác dân tộc, từ đó vận dụng vào việc tham mưu, triển khai hiệu quả công tác dân tộc tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc. Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 12 năm 2020, đội cảnh sát giao thông công an huyện Mường Ảng cho biết đã thông đường khu vực xe tải bị lật. Trước đó, vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 29H101.32 chạy hướng Tuần giáo Điện Biên do Nguyễn Đức Sơn, sinh năm 1990, trú tại Thanh Hà, Hải Dương điều khiển. Khi đi đến km 20+300, đoạn qua bản Hồng Sọt, xã Búng Lao, thì gặp đường trơn, mất lái, xe lật ngang đường. Tài xế may mắn không bị thương. Được biết, thời điểm xe bị lật cũng là thời điểm xe khách dường nằm lưu thông từ xuôi lên Điện Biên nhiều, nên đã gây ách tắc gần 2 giờ đồng hồ. Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 26 tháng 12 vừa qua, xe ô tô khách biển kiểm soát 26F000.57 trên xe có 2 hành khách chạy tuyến Điện Biên Thanh Hóa do tài xế Chu Kim Anh, sinh năm 1982 điều khiển, di chuyển từ thành phố Điện Biên Phủ đến km 24+400 thuộc địa phận bản Bá Tong, xã Búng Lao thì bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo cháy xe khách, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để triển khai chữa cháy, điều tiết, chuyển hướng phương tiện tham gia giao thông. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song chiếc xe khách đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Những năm gần đây, huyện Mường Ảng đã nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều nội dung và hình thức khác nhau, góp phần đáng kể trong giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn gần 27%. Với quyết tâm đạt được mục tiêu giảm nghèo, huyện đã triển khai thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo như chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và nhiều chương trình khác. Tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát lại các tiêu chí thiếu hụt của từng hộ nghèo. Cùng với triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Huyện đã phân công cán bộ, đảng viên và vận động doanh nghiệp hỗ trợ hộ nghèo như hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, kinh doanh.
Tại cộng đồng dân cư có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn mối đoàn kết toàn dân, tích cực góp công, góp sức xây dựng gia đình bản làng văn hóa. Những già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín ở từng bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Bản thân họ luôn gương mẫu, đi đầu tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo và tích cực hiến đất, góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới. Bằng uy tín và kinh nghiệm sống của mình, đội ngũ người có uy tín ở Mường Ảng đã làm tốt vai trò đầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể với nhân dân. Những năm qua, việc phát triển sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn huyện. Bà con nông dân đã tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa cây con giống có năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài tích cực khai hoang mở rộng diện tích thâm canh lúa nước, ở nhiều bản bà con đã biết tận dụng chân ruộng một vụ trồng màu. Nhờ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập trên cùng diện tích đất, hạn chế hiện tượng đất bạc màu so với trước đây. Đến nay, bà con nông dân huyện đã mở rộng diện tích trồng cây ăn quả và trong thời gian tới, dự kiến diện tích trồng cây ăn quả sẽ tăng dần theo các năm. Để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, ngay khi kết thúc vụ mùa năm 2020, các xã đã tổ chức kiên cố hóa các công trình thủy lợi, khơi thông hệ thống kênh mương, dọn bờ thửa giữ nước cho đồng ruộng. Vụ đông xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy trên 1.100 ha lúa. Để sản xuất vụ đông xuân đạt kết quả cao, hạn chế sâu bệnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức cho người dân khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi, khẩn trương thi công sửa chữa, nâng cấp kiên cố hóa các công trình thủy lợi, nhất là các công trình bị hư hỏng trong mùa mưa. Hiện nay, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Mường Ảng đảm bảo nước tưới cho gần 900 ha lúa vụ chiêm và 950 ha lúa vụ mùa. Với những chuẩn bị tích cực, chủ động của các cấp chính quyền cũng như người dân, hy vọng vụ sản xuất đông xuân năm 2020-2021, huyện Mường Ảng sẽ chủ động được nguồn nước tưới tiêu, góp phần gặt hái được những thành quả như mong muốn. Thời gian qua, cùng với việc tập trung xây dựng cơ sở hội, Hội Nông dân huyện Mường Ảng đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để giúp đỡ các gia đình hội viên nông dân phát triển kinh tế, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các cây con giống có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất chăn nuôi, hội còn chủ động xây dựng và phát động các phong trào thi đua trong hội như phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên nông dân giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân trong huyện còn tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thành lập các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm để hội viên có thể tiếp cận được với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Mường Ảng luôn chú trọng tuyên truyền việc thực hiện các mô hình tiết kiệm đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và từng bước có hiệu quả. Thông qua nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, mô hình tiết kiệm đã và đang được các cơ sở hội triển khai hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ, từng địa bàn, đơn vị. Hiện nay, phong trào tiết kiệm của phụ nữ có 3 nhóm loại hình chính gồm tiết kiệm tại chi, tổ hội, góp vốn xoay vòng, tiết kiệm qua các chương trình, dự án tín dụng của hội và của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong đó, tiết kiệm tại chi, tổ hội là loại hình tiết kiệm có số chị em tham gia đông nhất. Tiết kiệm trong các tổ góp vốn xoay vòng là hình thức có số dư tiết kiệm cao nhất. Tiết kiệm qua chương trình, dự án tín dụng của hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội là mô hình được quản lý chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả và an toàn cao. Tiết kiệm không chỉ giúp phụ nữ giải quyết được các vấn đề của cuộc sống mà còn góp phần giúp các chị em có vốn phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Khi ý Đảng hợp lòng dân. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Mường Ảng lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Mường Ảng đã có bước chuyển biến tích cực. Những công trình đã được thi công trở lại sau nhiều năm vướng mắc. Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhân dân tổ dân phố 1 thị trấn Mường Ảng đón nhận niềm vui khi tuyến đường từ tổ dân phố 1 đi quốc lộ 279 được khánh thành đưa vào sử dụng.
Đây là một trong ba công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện và được đánh giá là hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, chất lượng nhất. Đặc biệt, được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Để hoàn thành công trình này, ngoài việc làm tốt công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền địa phương, cần phải nói tới sự đồng lòng ủng hộ của 45 hộ dân có đất thuộc diện giải tỏa, đã tự nguyện hiến trên 8.000 m2 đất để làm đường chỉ trong một tuần lễ. Bà Đoàn Thị Cương, Tổ trưởng Tổ dân phố 1 thị trấn Mương Ảng cho biết. Trong nửa tháng thì nhân dân đã đồng thuận và coi như là chặt phá và coi như là dỡ tường rào để giải tỏa cái mặt bằng và giao cho công trình để tiến hành coi như là làm con đường mới. Từ khi mà được giao cái công trình ấy mà để cho tổ dân phố quản lý ấy, thì bà con nhân dân trong tổ dân phố rất là đồng tình, rất là phấn khởi và cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cán bộ thị trấn rồi là của huyện, là rất tin tưởng từ đó giờ đi là giữa Đảng và nhân dân và có một cái lòng tin tuyệt đối. Ngoài công trình trên, chợ trung tâm huyện Mương Ảng cũng là công trình nhận được sự ủng hộ của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng khu vực cổng chợ. Sau phê duyệt chưa đầy 2 tháng, chợ trung tâm huyện đã được khởi công và hoàn thành sau 10 tháng thi công, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Chưa bao giờ Mương Ảng có thể thực hiện được công trình phúc lợi nào với khối lượng lớn công việc mà hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Đây là kết quả của sự đề cao trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân liên quan, từ huyện đến cơ sở trong thực hiện công trình này, đặc biệt có sự ủng hộ từ phía người dân. Chị Ngô Thị Hà Yến, Bí thư huyện đoàn Mương Ảng cho biết, xuất phát từ cái vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn tham gia vào các cái giải quyết các cái vấn đề chính trị xã hội của huyện. Thế từ đó thì khi mà huyện đoàn huy động thì tất cả cán bộ đoàn viên thanh niên ở tất cả các khối, khối nông thôn, khối trường học, khối hành chính sự nghiệp và khối lực lượng vũ trang thì đều đồng thuận và hào hứng tham gia giúp bà con di chuyển tài sản từ chợ cũ sang chợ mới, bảo đảm an toàn và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Một trong những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều năm qua ở huyện Mương Ảng là dự án đường nội thị trục 42m, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 702 ngày 27 tháng 7 năm 2011 với tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng. Dự án đường 42m thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ hạ tầng huyện mới chia tách và nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách theo kế hoạch hàng năm của tỉnh. Công trình do Ủy ban Nhân dân huyện Mương Ảng làm chủ đầu tư với thời gian thực hiện tối đa 48 tháng. Công trình có các hạng mục, làm đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại trục 42m, đường giao thông nội thị, san ủi quảng trường trung tâm huyện. Với mục tiêu xây dựng mới, đồng bộ mạng lưới đường giao thông và hệ thống thoát nước khu trung tâm thị trấn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Để thực hiện được các hạng mục này, Ủy ban Nhân dân huyện Mương Ảng phải giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 6,3 ha. Bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 110 hộ thuộc tổ dân phố 7, 8 và bản hón của thị trấn Mương Ảng. Đồng thời bố trí sắp xếp tái định cư cho 41 hộ chính chủ và dự kiến 45 hộ là các cặp vợ chồng sống chung trên một thửa đất, người đủ 18 tuổi có nhu cầu tái định cư. Mặc dù dự án khởi công vào năm 2015, nhưng công tác giải phóng mặt bằng đã được huyện Mương Ảng bắt tay vào thực hiện từ 3 năm trước đó, nghĩa là từ năm 2012. Nhưng do nhiều yếu tố, người dân chưa đồng thuận trong việc giải tỏa, khiến việc giải phóng mặt bằng của dự án kéo dài suốt 8 năm. Ông Lương Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mương Ảng cho biết. Quá trình triển khai dự án đường 42m thì nó còn gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc với người dân là chưa hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của cái dự án đường 42m này. Khó khăn chồng chất khó khăn khi dự án đường 27m là nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa đường 42m và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị trấn Mương Ảng. Năm 2016, dự án này mới được phê duyệt. Thời gian thực hiện là từ năm 2017 đến năm 2020. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên công trình không thể đẩy nhanh tiến độ. Đường chưa có, mặt bằng ngổn ngang. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng vừa chăn trở tìm giải pháp tháo gỡ, vừa áp dụng các giải pháp vào thực tiễn để giải quyết những vướng mắc trong từng khâu. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nói. Sau nhiều năm vướng mắc, cho đến nay, cơ bản gần như 100% thì đã giải quyết xong công tác giải phóng mặt bằng và công trình đang tiến tới về đích theo đúng tiến độ. Trong đó cách làm của huyện Mương Ảng thì cũng
có nhiều cách làm mới và quyết liệt và đổi mới. Đó là huyện tiếp tục tăng cường cái công tác giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư công trình nhằm phục vụ cái sự phát triển chung của huyện. Thế rồi giải thích, tuyên truyền về chế độ chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để cho nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng hiểu được chế độ chính sách. Thứ hai là cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, các cơ quan đơn vị phải trực tiếp xuống đối thoại với nhân dân, trực tiếp xuống giải thích để động viên nhân dân thực hiện tốt cái chủ trương về chính sách bồi thường và giải phóng mặt bằng. Thứ ba là đã lãnh đạo chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan đơn vị chuyên môn thuộc huyện ra soát tổng hợp và báo cáo đề xuất giải quyết triệt để những vướng mắc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân trên cơ sở quy định của tỉnh, của trung ương và các văn bản quy định về giải phóng mặt bằng. Thứ tư là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện, kể cả cấp xã, tham gia ủng hộ giúp đỡ nhân dân di chuyển, tháo dỡ và giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Đối với công trình hồ chứa nước Hàng Cang cũng là một công trình trọng điểm của huyện và cũng có ý nghĩa chính trị rất lớn. Sau nhiều năm vướng mắc, chậm tiến độ thi công thì đã được Ban Thường vụ ủy tập trung xác định và lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, chỉ đạo các đơn vị có liên quan là tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến về thi công công trình. Và cho đến ngày 4 tháng 12 năm 2020 thì công trình chính thức được chặn dòng, và sau 9 ngày phát lệnh chặn dòng thì đến ngày 13 tháng 12 năm 2020 thì chính thức xả nước vào kênh để dẫn xuống vùng hạ lưu phục vụ nhân dân sản xuất vụ đông xuân và phục vụ cho công tác đắp đập. Theo tiến độ chung thì đến ngày 15 tháng 5 năm 2021 thì công trình sẽ hoàn thành các hạng mục và chính thức đưa công trình vào phục vụ cái nhiệm vụ phát triển sản xuất, thế rồi nữa là phục vụ cái công tác du lịch lâu dài trên địa bàn huyện. Cấp ủy chính quyền huyện Mường Ảng cũng đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân. Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc huy động các nguồn lực, kêu gọi nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương của cấp ủy đảng, hiến đất, bàn giao mặt bằng, phục vụ cho các công trình chào mừng đại hội đảng bộ huyện, cũng như công trình trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trực tiếp đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đến lãnh đạo một số ban ngành liên quan, trực tiếp đến từng hộ dân để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân và tuyên truyền, vận động họ chấp hành các chính sách trong đền bù đất thuộc diện giải tỏa của dự án. Nhờ đó, các hộ dân đã dần hiểu, đồng thuận và bàn giao đất cho nhà nước theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật. Trong đó có cả những hộ đã từng vận động nhiều lần. Ông Tạ Văn Số, Tổ dân phố 8 thị trấn Mường Ảng chia sẻ. Đợt này thì nghe vừa đại hội xong, ban chính quyền, ủy ban huyện mà xuống động viên gia đình, mà nói chung là để cách thức mà sát sườn ý. Thế cảm thấy gia đình mà thấy tôi thuận lợi mà tôi sạch đẹp mà thấy cho bìa mặt cho huyện thì tôi đồng tính tôi giải tỏa đó. Ông Vũ Văn Dụng, Tổ dân phố 8 thị trấn Mường Ảng cho biết. Huyện quan tâm, bà con là nói chung là cái mọi cái chính sách là cảm thấy nó đầy đủ các chú nhất trí thôi, nên là bàn giao mặt bằng. Ngay sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cử hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến giúp các hộ tháo dỡ thi công, di chuyển đến chỗ ở mới. Việc làm này khiến người dân rất vui mừng, phấn khởi.
Qua đây, người dân cũng mong muốn các dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, cũng như tin tưởng vào những chủ trương, quyết sách mới của huyện. Từ đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Ông Hoàng Phó Chuyển, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Mơ Ảng cho biết. Kế hoạch của trên về dự án giải phóng mặt bằng đường 42m này, thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã chỉ đạo cho các lực lượng, thứ nhất là lực lượng dân quân, phối hợp với các đoàn thể là giúp gia đình, các hộ gia đình để tháo dỡ nhà cửa, di chuyển ra khu tái định cư mới để lấy mặt bằng cho công trình giải phóng đường 42m cũng như đường 27m đã hoàn thiện gần như gọi 99% được. Có thể thấy trong năm 2020, công tác giải phóng mặt bằng của huyện đã có chuyển biến tích cực, đáp ứng được tiến độ bàn giao đất cho các chủ đầu tư thi công dự án. Đối với các dự án trọng điểm, dự án lớn có ý nghĩa quan trọng, huyện đã cùng các đơn vị chức năng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra. Định kỳ họp kiểm tra tiến độ và có chỉ đạo cụ thể đối với từng công trình, nhằm nhanh chóng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra. Với quyết tâm cao, cách thức chỉ đạo khoa học, những cách làm mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo đúng chế độ chính sách và các quy định pháp luật năm 2020. Nhiều dự án trọng điểm của huyện đã hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng, được nhân dân ủng hộ cao. Ông Nguyễn Công Xuân, tổ dân phố 8 thị trấn Mơ Ảng cho biết. Giải tỏa để làm đường vào trục trung tâm hai đường 27 và khu chợ thì nói chung là gia đình chính sách cũng chấp hành chủ trương chính sách của huyện và của tỉnh, nói chung là cũng được coi như là huyện và trấn này các phòng ban coi như đến coi như là phổ biến kế hoạch thì gia đình nói chung là cũng chấp hành đầy đủ và coi như là cũng tạo điều kiện để coi như là giải tỏa phóng mặt bằng sớm để cho nó thông thoáng con đường và chợ cho nó vào cho nó đẹp. Đó là thành quả từ sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của nhân dân về những tác dụng to lớn của các công trình phúc lợi mà Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cho địa phương. Họ có thể hy sinh chút lợi ích cá nhân để vì sự phát triển chung của địa phương. Đó là bài học quý trong công tác giải phóng mặt bằng ở Mường Ảng. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cho biết thêm. Với quyết tâm chính trị cao ấy, thì trong thời gian tới, thì huyện sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn huyện để kịp thời đưa các công trình này vào sử dụng nhằm phục vụ tốt cái nhiệm vụ phát triển chung của huyện cũng như tạo được niềm tin của nhân dân đối với các dự án trên địa bàn huyện. Năm 2020 sắp đi qua, chào đón năm mới 2021 với niềm tin và sự kỳ vọng mới. Nước trong lòng hồ Ảng Cang đã bắt đầu chảy về những cánh đồng, những đồi cà phê trải dài xanh mướt. Công trình có dung tích trên 4,4 triệu mét khối này khi hoàn thành sẽ đảm bảo cấp nước tưới chủ động cho trên 400 ha lúa của xã Ảng Cang. Cấp nước tưới chủ động cho khoảng 1.000 ha cà phê trên địa bàn các xã Ảng Nưa, Ảng Tở, Ảng Cang và thị trấn Mường Ảng. Cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 người dân. Đây cũng là tiền đề để huyện xây dựng khu du lịch sinh thái trong tương lai. Một bước ngoặt mới đã mở ra, tạo ra thời cơ hội trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng đang chung sức, đồng lòng xây dựng Mường Ảng ngày càng phát triển, văn minh. Nối tiếp chương trình là bài viết Đảng bộ xã Mường Lạn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tồn tại hạn chế. Thời gian qua, Đảng bộ xã Mường Lạn đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Đảng bộ xã Mường Lạn hiện có 169 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Và một trong những giải pháp quan trọng là phân công đảng ủy viên phụ trách theo dõi, trực tiếp dự sinh hoạt cùng chi bộ. Việc này nhằm kịp thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt,
đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó đề xuất tham mưu với đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Mặt khác, đảng ủy xã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đối với các chi bộ đảng về xây dựng quy chế hoạt động, nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung kiện toàn, củng cố các chi bộ còn yếu kém, tạo điều kiện để các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ tham gia lớp bồi dưỡng về công tác xây dựng đảng để nâng cao năng lực. Đáng chú ý, đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định của điều lệ đảng, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc ban hành nghị quyết của chi bộ cần được thảo luận dân chủ, lựa chọn những nội dung trọng tâm và phân công trách nhiệm rõ ràng, tránh tình trạng ra nghị quyết chung chung, không có người phụ trách, không sát với tình hình thực tế và làm giảm lòng tin của quần chúng vào vai trò lãnh đạo của chi bộ. Bên cạnh đó, đảng ủy xã cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong hoạt động của các chi bộ, nhất là việc đánh giá kết quả trong công tác chỉ đạo điều hành của các chi bộ, chỉ đạo các chi bộ lựa chọn một số nội dung phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ. Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thuộc đảng bộ xã Mường Lạn đã có chuyển biến rõ rệt. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ. Số lượng đảng viên tại các chi bộ tham gia sinh hoạt ngày càng tăng lên. Đặc biệt, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Búng Lao đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, trong đó có lớp người cao tuổi. Phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi trong xã đã tự nguyện góp công, góp của làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn, tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa và làm gương cho con cháu noi theo. Thực tế đã chứng minh rằng, tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng mỗi lời nói, việc làm của người cao tuổi vẫn có ảnh hưởng lớn đối với mọi người. Để phát huy vai trò của hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Người Cao Tuổi xã đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp góp phần xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở vững chắc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong cộng đồng. Để phát huy tốt vai trò của hội viên và người cao tuổi, các cấp hội người cao tuổi trong huyện đã gương mẫu tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động con cháu, gia đình và dòng họ tự nguyện đóng góp công sức tiền của, hiến đất, hiến tài sản, vật liệu xây dựng để mở rộng đường giao thông liên bản, liên xã, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi tại địa phương. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, gia đình người cao tuổi gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Trong nhiều năm, Hội Người Cao Tuổi xã đã hiến gần 14.000 m2 đất. Hiện nay, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Búng Lao đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng. Diện mạo nông thôn khởi sắc, xã đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Người cao tuổi phấn khởi, tin tưởng vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Phát huy truyền thống yêu nước và phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Phong trào khuyến học khuyến tài được người cao tuổi quan tâm, tích cực tham gia động viên khích lệ phong trào học tập, giáo dục con cháu phát huy và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Gương mẫu tham gia và vận động con cháu cùng tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, nêu gương sáng bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Ngôi cấy chủ động phòng chống cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm đến mùa làm nương, chính quyền xã Ngôi cấy đều chủ động cử cán bộ phối hợp với kiểm lâm phụ trách địa bàn xuống các bản thống kê toàn bộ nương rẫy của nhân dân đang sản xuất để nắm tình hình, quán triệt nhân dân không đốt nương vào những ngày trời nắng to, có gió mạnh. Là địa bàn vùng sâu của huyện, xã Ngôi cấy có địa hình phức tạp với nhiều đồi núi cao, độ dốc lớn, giao thông đi lại không thuận lợi. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau và giai đoạn tháng 1, tháng 2, nhiệt độ xuống thấp, thường xảy ra rét đậm, rét hại, làm cho cây cỏ bị chết khô.
tháng 3, tháng 4, ảnh hưởng của gió Lào khô nóng, cũng là thời điểm nhân dân bắt đầu đốt nương, chuẩn bị mùa vụ mới, là những nguyên nhân dễ gây ra cháy rừng. Để hạn chế thấp nhất xảy ra cháy rừng, hàng năm khi bước vào mùa khô, xã luôn chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ rừng, nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Để việc quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của xã được thực hiện tốt trong mùa khô năm nay, lực lượng kiểm lâm phụ trách xã đã cùng với địa phương xây dựng phương án kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, đôn đốc các bản hướng dẫn nhân dân phát mới, tu sửa đường băng cản lửa tại những khu rừng xung yếu, dễ xảy ra cháy rừng. Phân công lực lượng kết hợp với chủ rừng và nhân dân tuần tra cảnh giác để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nếu có đám cháy xảy ra. Thường xuyên tổ chức họp dân, nhắc nhở người dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức trong sử dụng lửa khi đi vào rừng, đi làm nương, làm rẫy. Phân công lực lượng đến trực cùng với kiểm lâm để phòng sự cố xảy ra cháy rừng sẽ kịp thời ứng cứu. Xã quán triệt nhân dân không đốt nương vào những ngày trời nắng to, có gió mạnh và nên đốt vào buổi chiều hoặc sáng sớm. Đốt từ trên đỉnh nương, cho lửa cháy lùi về chân nương. Ngoài vận động nhân dân thực hiện tốt các quy trình, quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, thì Đảng ủy, chính quyền xã Ngối Cấy còn đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức về luật bảo vệ và phát triển rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đối với mọi người dân để công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương ngày càng đạt hiệu quả cao. Và đến đây, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình xin phép được khép lại. Chương trình được thực hiện bởi các phóng viên Nguyễn Hoàn, Anh Luân, Nguyễn Hưởng với sự tham gia của phát thanh viên Khánh Hòa. Chịu trách nhiệm nội dung Giám đốc Phạm Văn Quyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.